mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sáu đại tông chỉ của người tu đạo. Người tu hành phải có con mắt trạch pháp, tức là trạch pháp nhãn, mới có thể chọn lựa thứ gì là chánh pháp, thứ gì là tà pháp. Chánh pháp là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Đây là sáu đại tông chỉ người tu đạo noi theo sẽ có được chánh tri và chánh kiến. Ngược lại, tà pháp chính là tranh, tham, cầu, ích kỷ, tự lợi và nói dối. Nếu có sáu thứ đó thì sẽ có tà tri, tà kiến. Lục đại tông chỉ chính là điểm then chốt để phân biệt giữa chánh và tà. Nước chảy tuần theo dòng tượng trưng cho chánh pháp, nước chảy ngược dòng biểu hiện cho tà pháp. Chúng ta phải nhận cho rõ điểm này. Giả như không có tà tri tà kiến, thì ta chỉ cần có định lực cho kiên cố, thì ma vương sẽ không có cách gì quấy phá được, không thể làm cho tâm ta lay động. Có câu rằng, Phật đến giết Phật, ma đến giết ma. Câu này là nghĩa thế nào? Đây chỉ là lời khuyên ta không nên quá chấp vào cảnh giới. Thấy Phật đến mà không tiếp nhận hình ảnh này huống chi là thấy ma. Tuy rằng trong nhiều trường hợp, các cảnh giới đó là những tin báo trước rất linh ứng, nhưng chúng ta không nên tin vào. Điều mà chúng ta cần tin tưởng chính là sáu đại tông chỉ. Chẳng tranh, chẳng tham, chẳng cầu, chẳng ích kỷ, chẳng tư lợi và chẳng nói dối. Lục đại tông chỉ chính là lưỡi gươm chém ma, là chầy hàng phục ma vậy. Nhưng nếu có đủ chánh tri chánh kiến, thì dầu có được chư thiên hiện thân đến cúng dường và cung kính lễ lạy, người tu cũng không động tâm. Rủi có sự động tâm hay sanh tâm hoan hỷ, thì loại ma hoan hỷ sẽ thừa cơ đến phá, làm cho người tu phát cuồng. Rồi có tâm u sầu thì loại ma u sầu sẽ đến làm cho tâm ta bị tiêm nhiễm phiền não, hoặc có khi sanh tâm chấp trước, tâm ngã mạn. Tất cả những thứ đó đều do ma quấy phá, khiến cho tâm ta mất sự thanh tịnh. Bởi vậy cho nên hễ gặp bất cứ loại cảnh giới kỳ quặc nào, người tu cũng không nên tin, không để cho tâm dao động. Chỉ nên tin vào trí huệ của mình, tin rằng tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Tự tánh bổn lai là thanh tịnh, bổn lai không bị nhiễm ô, bổn lai vốn không điên đảo. Như vậy thì còn có cái gì để mong cầu nữa? Phàm có sự mong cầu là có sự nhiễm ô, có tranh, có tham, có ích kỷ, có tự lợi, có nói dối, đều là có nhiễm ô. Do đó, gặp bất cứ pháp nào chúng ta đều có thể lấy sáu đại tông chỉ làm thước đo để quan sát. Thứ nào hợp với lục đại tông chỉ là chánh pháp, thứ nào không hợp với tông chỉ là tà pháp. Sáu đại tông chỉ có thể phá tà tri tà kiến của thiên ma ngoại đạo. Tất cả những hành vi tạo tác của thiên ma ngoại đạo đều có tính cách sở cầu, chủ ý để tranh, tham, cầu, ích kỷ, tư lợi và nói dối cho chính mình chứ chẳng phải cho tha nhân. Đó là những tư tưởng thuộc về hàng bàn môn tả đạo. Người tu đạo phải tích lũy công, bồi đắp đức hạnh, nhưng không được chấp trước vào những điều đã thực hiện. Có câu nói rằng, quét sạch mọi pháp, ly hết mọi tướng. Tôi không thể nói rằng, tôi làm công đức này, tôi tu hành như thế kia, hay nói, tôi đã đạt tới cảnh giới này, tôi có pháp thần thông kia. Dù rằng quý vị thật có những chứng đắc như thế, nhưng xét kỹ chúng đều là hư dối, không nên tin, đừng để bị mắc vào. Nếu tin vào những điều kỳ dị, những pháp thần thông, thì người tu không thể nhập vào được chánh định, chánh thọ, tức là tam muội. Quý vị nên hiểu rằng chánh định chánh thọ không phải đến từ bên ngoài, nhưng được sanh ra từ trong tự tánh của mình. Bằng cách nào người tu đắc được tam muội, đó là do công phu hồi quang phản chiếu, quay lại nơi mình, phản cầu chư kỷ. Thì công phu chánh định chánh thọ mới thành tựu được. Vạn Phật Thánh Thành là nơi tụ hội của muôn vạn bậc thánh. Tuy nhiên, bốn phía xung quanh thành lại có những ma vương đương chờ cơ hội để nhập vào. Nếu như người tu mà tâm không thanh tịnh, trong đầu chỉ toàn là vọng tưởng, thì ma vương sẽ thừa cơ lẻn đến xúi dục, ví dụ như chúng làm cho người tu tiên đoán được chuyện này chuyện nọ. Nếu người tu lại tin rằng đó là thần thông mình đạt được, thì chính người đó đã bị đưa vào trong thành kẻ quyến thuộc của ma vương. Cũng như khi nghe được một âm thanh nào đó, quý vị đã vội cho rằng đó là lời trong hư không. Thật ra trong hư không chẳng có tiếng nói, mà quý vị phải biết buông bỏ tất cả những chấp trước vào ngôn ngữ và
tất cả những chấp trước vào tâm và các duyên của tâm. Giá trị quý vị nghe thấy âm thanh trong hư không, đó chỉ là một cảnh giới ma, chứ không phải do đại viên cảnh trí mang lại. Vậy, có sai chi một chút tin tức nhỏ nhoi không đáng kể đó, đây là loại hành vi không có giá trị gì. Tâm tư của người tu phải thanh tịnh, chớ tham cầu khả năng dự tri, tức là biết trước sự việc. Dự tri chẳng mang lại điều gì hay, mà ngược lại chỉ gây thêm phiền phức, khiến cho chúng ta phân tâm, không tập trung được tinh thần, do đó vọng tưởng của ta sẽ chạy loạn xạ và phiền não lại thêm chồng chất. Nếu quý vị chẳng có tâm tham cầu để biết trước sự việc, thì quý vị sẽ không có phiền não, tâm không bị chướng ngại. Đồng kinh có nói, bởi không chướng ngại nên không sợ hãi, ly hết mọi mong tưởng điên đạo, niết bàn cũ cảnh. Đây mới chính là mục tiêu của hành giả trên con đường tu đạo. Ha ha ha,